Anthony Gianoli. Gianoli đang là cầu thủ có một tình huống cướp bóng của Tâm Đình. 2-2. Mặc dù có sự theo kèm và sự trở về của Anthony Gianoli, nhưng quyết định người đang cầm bóng là Trần Đăng Hiển đã bị trì cản thành công bằng một pha block dành cho Sang Đình. Sang Đình đến cổ đơn giản sau một đường kiến tạo đi đậm của Nguyễn Phú Hoàng. Anthony Gianoli, một tình huống trường ra rất tốt của Lê Phúc Tâm, và Anthony Gianoli đã công nhận sự lòng của đội đội của mình. Tâm Đình chuyền bóng thẳng vào tay của Anthony Gianoli và đó là một tiếng block uncle. Tuy vậy thì tình huống sau đó theo tôi là một tiếng block còn đẹp hơn. Nhưng mà với thái độ và sự thể hiện của Hamilton, chúng ta cũng có thể hiểu được rằng trọng tài đã cắt còi thổi phạm lỗi đánh tay trong tình huống block đó của D'Angelo Hamilton. Trận đấu này hiệp thứ đầu tiên chưa có bất kỳ một cầu thủ nào có thể thực hiện được một tình huống 3 điểm. Vừa rồi là một tiếng ghi 2 điểm và sau đó là một tiếng tiếp bóng của Sơn Minh Tâm. Một tình huống trả giá quá đắt của Tân Vân Kiên Phúc, bởi vì sau đó lão Tấn Đào Vĩ Đại đã có một tình huống ghi 3 điểm. Là Sơn Minh Tâm một tiếng 3 điểm. Có 3 điểm cho Tân Vân Kiên Phúc, bởi vì điều đáng thúc được ngọc phò của mình đánh cách lên. Một tình huống lùi về phòng ngự quá xuất sắc của Vinh Thanh Sang. Nguyễn Văn Hùng, Văn Hùng và Sang Đình. Sau đó là một tình huống block thứ hai của Hamilton. Hamilton đã vượt qua được Anthony Gianoli và chắc chắn là có điểm. Đó là respect của Tâm Đình và Horay. Một tiếng 3 điểm. Dường như nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là tiếng 3 điểm đầu tiên. Anthony Gianoli. Sang Đình chắc chắn sẽ là một tiếng lên rổ. Horay xin phúc tâm đường truyền cho Sơn Minh Tâm và đó là một tiếng bóng rổ ghi 2 điểm của Sơn Minh Tâm. Tình huống giam phép liên tiếp của Hamilton và sau đó là một tình huống jump shot ghi 2 điểm 48-41. Horay Nguyễn, một tình huống 3 điểm rất nhanh của Horay Phúc Tâm và sau đó là một tiếng putback đẳng cấp của Anthony Gianoli. Quá đáng sợ. Văn Hùng được chuyển ra Sơn Minh Tâm. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, một ngày màu hồng của Sơn Minh Tâm. Cầu thủ trẻ 20 tuổi có 15 điểm trong một trận đấu chính thức của VBA, nhưng vừa rồi là tình huống 3 điểm của D'Angelo Hamilton. Đây là Tâm Đình có một tiếng 3 điểm đầu tiên của mình hay không, và đó là tiếng 3 điểm đầu tiên của Đinh Thanh Tâm trong trận đấu này. Sơn Minh Tâm có một tình huống 2 điểm lên rổ rất ngọt. Là một chỉ đã qua được Nguyễn Văn Hùng, được chuyển ra cho Lê Hiếu Thành. Và một lần nữa, một chút nữa thôi thì các cầu thủ Kentucky Fish lại có một tình huống turnover. Có 2 điểm ở những giây cuối cùng và đó là một tình huống buzzer beater dành cho Tâm Đình. Rất đáng nhớ của cầu thủ trẻ mặc áo số 77 Sơn Minh Tâm. Tính tới thời điểm này thì Sơn Minh Tâm rồi bàn tay quá to khỏe của Anthony Gianoli. Không có một tình huống tập rõ bảng thành công của Nguyễn Văn Hùng. Trận đấu đang diễn ra quá nhanh và tôi đã phải bấp một chút trong tình huống vừa rồi. Hoàng Ca và Sơn Minh Tâm không có một đường truyền kích ra, đây mới là đường truyền cho Hamilton. Và cuối cùng thì cũng có 2 điểm dành cho Kentucky Fish và họ sẽ còn có cơ hội san bằng. Nguyễn Văn Hùng, 3 điểm số cách biệt đã được gia tăng lên con số 3. Tình huống phải nói là cũng có một nền tảng thể lực. Một tình huống cướp bóng rất nỗ lực của Hamilton và anh đã thành công. Và vừa rồi là một tình huống đăng rổ đầu tiên của trận đấu này. Rất đáng tiếc cho Kentucky Fish là cú ngã của Hamilton đã tạo nên một vết mồ hôi ở trên sân. Và có tới 3 cầu thủ của hai bên đã trượt ngã trong tình huống vừa rồi. 20 giây cuối cùng, Sơn Minh Tâm, Nguyễn Văn Hùng, nếu mà tình huống này có điểm thì gần như 99% trận đấu sẽ kết thúc. Liệu rằng đợt thổi ý này của huấn luyện viên Jordan Collins có cứu nguy được cho đội bóng làm khách hay không? Dragon sẽ
nói lời chào tạm biệt với vị trí thứ 6.